Chiều nay, tại Đại học Đông Á Đà Nẵng, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Zetro, văn phòng đại diện tại Hà Nội, tổ chức hội thảo trực tuyến công bố kết quả khảo sát tiềm năng hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tại Nhật Bản và tại các quốc gia khác. Qua thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp Nhật về các lĩnh vực mong muốn liên kết, hợp tác với các trường đại học địa phương tại Việt Nam, có 24% đơn vị mong muốn liên kết tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp, 33% đơn vị quan tâm đến tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, 36% mong muốn hợp tác cùng nghiên cứu, khảo sát, trao đổi nhân lực 32%, giao lưu giữa các địa phương 22%. Các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận về giải pháp thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa nguồn lực Việt Nam và yêu cầu của phía Nhật, xu hướng nơi làm việc mong muốn của sinh viên Việt Nam, xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu giữa doanh nghiệp Nhật và các trường đại học địa phương Việt Nam. Đại học Đông Á Đà Nẵng là một trong những trường đại học của Việt Nam có sự liên kết chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thời gian qua. Nhà trường hiện có sinh viên theo học tiếng Nhật nhiều nhất tại miền Trung và việc giảng dạy tiếng Nhật được xem là chìa khóa cho việc sinh viên sang làm việc tại Nhật.